Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn dưa. Vườn dưa rất đẹp. Và cô chủ vườn đã bắc giản nơi rồi. Và dưa này thì trồng vào tầm khoảng 10 tháng 2 âm lịch, tháng dư, năm nay dư tháng, cho nên là giờ này đầu tháng 3. Thì này tầm cuối tháng là sẽ thu rất là rộ. Và mình sẽ ra hỏi xem chị chủ vườn là cái giống dưa gì quý vị các bạn nhé. Và chị chăm sóc phun phòng bệnh như nào, cây dưa đẹp như này. Dưa chị dòng giống dưa gì đấy chị ơi? Dòng ấy, dòng cái G7. G7 là quả hãng nào chị? Quả đẹp, ăn ngon, giòn. Đó có hãng nào đấy ạ? À? Thái. Thái thì xem ở ấy, xem ở mát của nó. F1 đấy. À, chị dòng được bao ngày rồi? Chị dòng đến giờ phút này là được vào 25 ngày. Thế thì khoảng tầm 20 ngày nữa được thu chị nhỉ? 25 ngày, tầm 50 ngày. 50 ngày được thu? Ừ, 50 ngày mới được hái. Dưa non như này chị thường bón loại phân gì chị nhỉ? Chị chỉ bón đầu châu mấy này Việt Nhật thôi. À. Còn phun thuốc sâu chị? Phun thuốc sâu thì cần phun sinh học mà. Còn thuốc sinh học, không phun cái kia, phun đều sinh học hết. Cây nhỏ này thì mình dùng được cả thuốc hóa học, khi có quả cơ chị ạ, khi có quả mới dùng. Có quả thì ít nữa thì này, dùng cái loại kia, còn bây giờ nó nhỏ thì dùng sinh học thì nó đẹp cây, nó mỡ cây hơn. Và nhìn cái vườn dưa này triển vọng chị nhỉ, cái đẹp này. Em cảm ơn chị nhé. Nhìn chung thì dưa chuột, dưa leo này thì có thể là hiện thời thì rất nhiều giống có thể trồng được quanh năm. Như dưa này thì sẽ thu vào cuối tháng 3 mà sang tận tháng 4 nữa. Lúc đấy là đỉnh điểm nắng của miền Bắc. Vì tháng 4 là hay có những cái đợt nắng gió Tây có lên, có khi lên tới 39 đến 41 độ. Đây là giống dưa rất thích hợp để trồng vào mùa hè. Như quý vị các bạn thấy là ở dưới nền đất này là cái màu xanh xanh đây chính là cái phân đầu châu xanh mà người canh tác nông nghiệp quê mình hay bón cho các loại cây trồng, kể cả các cái loại rau rồi dưa như này. Như chị chủ vườn thì có kinh nghiệm trồng các đứa dưa trước thì với cái giống dưa này thì trồng khoảng tầm 50 ngày sẽ cho thu rộ. Đây là dưa này đã được 25 ngày. Thì quý vị cảm thấy là mặt luống là khoảng tầm 80 cm. Và cũng bắc dàn hình chữ A. Bốn que nứa này cắm cách nhau khoảng tầm 1,3 m. Sẽ bốn que sẽ chụm lại thành một cái chụm này. Và cái giáo ngang thì sẽ buộc bằng cái sợi chỉ rất là mảnh, vừa tiết kiệm được cây nứa, vẫn đảm bảo được là dàn chắc chắn. Bởi chắc chắn nhất là chủ yếu là cái trụ này thôi, là hoàn toàn bằng nứa mới. Phân thì chủ yếu là vừa phân hóa học, vừa phân hữu cơ. Đây quý vị bạn thấy cái màu đen đen đây chính là cái loại cho bếp mà người trồng dưa của mình lấy tận Thanh Hóa ra. Thời kỳ cây non như này cần rất nhiều dinh dưỡng, cho nên là người trồng dưa của mình ngoài bón phân hữu cơ còn bón cả phân hóa học. Phòng trừ bệnh thì bây giờ chủ yếu là phòng các loại sâu xanh, sâu đen, ăn lá, ăn ngọn. Đây quý vị bạn thấy đây, loại sâu này đã chuyên cắn phá lá. Và các loại sâu vẽ bùa thì do là cây dưa chưa có trái cho nên là có thể là dùng cái loại thuốc hoặc mạnh nhất đối với các loại cây trồng, đó là Sexzone. Và một chai 100ml có thể phun được 4 đến 5 bình. Và sau này cây ra hoa đậu quả thì người trồng dưa của mình sẽ dùng các loại thuốc sinh học. Nhưng giờ này chị chủ vườn cũng chia sẻ là cũng đang dùng các loại thuốc sinh học để bảo vệ cây trồng này và làm cho cây dưa đẹp thêm, tránh sủi ngọn. Và cây dưa này thì cũng có rất nhiều các loại nấm bệnh hại, thì người trồng dưa quê mình chủ yếu phun kết hợp với cả các loại Zizobingol vì cái bệnh sủi ngọn rồi là chết xanh ở cây dưa này cũng rất là nhiều. Phòng trừ tốt thì cây sẽ không bị chết. Và cây dưa này có nhiều cái giai đoạn chăm sóc khác nhau, và các giai đoạn tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại vườn để chia sẻ với quý vị và các bạn kinh nghiệm của người trồng dưa quê mình nhé quý vị các bạn ạ. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.